Quan Lavelock bất ngờ trước sự thay đổi của Lindo, chàng trai châu Phi ngày càng sang chảnh, tài đồ hiệu. Sau thời gian được Quan Lavelock gửi gắm lên thủ đô để lập nghiệp cùng vợ, tuy nhiên vì một vài vấn đề, Lindo và vợ mới đây đã được Quan lên đưa về bản làm việc, hoãn kế hoạch lập nghiệp. Chàng trai châu Phi từ khi lên thủ đô cũng liền gây choáng cái xài đồ hiệu xa xỉ. Sau thời gian làm việc chung, Lindo không chỉ được sếp lên tin tưởng giao cho quản lý một kênh YouTube riêng, mà vừa qua Lindo còn được Quan lên sắp xếp hỗ trợ lên thành phố để làm ăn, gây dựng sự nghiệp cùng vợ. Tại thành phố, Lindo và bà xã đã được sự giúp đỡ của một người bạn Quan lên, hai vợ chồng tích cực làm việc bán hàng ngoài chợ. Tuy nhiên, mới đây Quan Lavelock đã lên thủ đô để đón vợ chồng Lindo về lại dưới bản làm việc, hoãn kế hoạch lập nghiệp. Theo nam YouTuber chia sẻ, đây là nguyện vọng của Lindo vì sau thời gian làm việc tại thủ đô, Lindo cảm thấy bản thân không thích nghi được, đồng thời khẳng định sao Quan Linh là bão tố. Bên cạnh đó, vợ chàng trai châu Phi hiện cũng bất ngờ có thai nên anh quyết định về bản làm việc để tiện chăm sóc vợ. Thời gian ở thủ đô, Lindo cảm thấy khá lúng túng và chênh vênh, bên cạnh đó cũng lo lắng vì mức sinh hoạt ở đây rất cao. Vậy nên chàng trai châu Phi quyết định theo Quan Linh về bản để làm việc, rồi dần dần sau đó phát triển hơn, Lindo mới có thể thích ứng dần. Quan Linh cũng chia sẻ, Lindo có anh em mình giúp đỡ, nếu không vẫn chưa làm được gì cả. Lindo vẫn còn nhút nhát và chưa thích nghi được, coi như thời gian qua là trải nghiệm. Thời gian tới khi vững vàng hơn sẽ quay lại lên thủ đô lập nghiệp. Trong những video gần đây, khán giả cũng vô cùng bất ngờ khi thấy Lindo từ ngày lên thủ đô ngày càng lên đời, xài đồ hiệu đắt đỏ. Từ mắt kính, quần áo, Lindo đều chọn hàng hiệu có giá trị. Anh chàng cũng lên đời đồ công nghệ với điện thoại, đồng hồ, đời mới đắt tiền. Thậm chí, Quan Linh còn phải ngạc nhiên khi vô nhà Lindo và phát hiện những đôi giày hàng hiệu của anh chàng. Tuy nhiên, chàng trai châu Phi vẫn gây cười khi cất điện thoại xịn đi không xài, mà chỉ xài chiếc điện thoại rẻ tiền hơn vì sợ bị cướp. Chỉ dùng cái này thôi, chứ không dùng iPhone ngoài đường đâu, nhiều tiền lắm, bị cướp đấy, Lindo phát biểu. Về phía team châu Phi, đầu năm 2023, các thành viên team châu Phi gồm Tiến Nguyễn, Hùng Kaka, Lên Philip và Bé Điệp đã về Việt Nam để đón Tết. Về phía Quan Linh, anh vẫn ở lại Angola sau hơn một tháng về Việt Nam đón Tết cùng nhiều hoạt động ý nghĩa. Các thành viên team châu Phi hiện đã lên đường quay lại Angola làm việc. Có mặt tại sân bay, Quan Linh Vlog, Lindo và các anh em đã cùng nhau ra đón mọi người. Được biết, vì giấy tờ chưa hoàn thành kịp, lôi con sẽ về Việt Nam sau cùng Quan Linh và Lindo. Tuy nhiên, sau khi các anh trong team quay lại Angola, Quan Linh Vlog cùng Lindo và bố con lôi con sẽ lên đường về Việt Nam. Trước đó, Quan Linh cho biết không về Việt Nam vì công việc tại trang trại rất nhiều nên cần có người ở lại để quản lý. Chính vì vậy, chàng trai xứ nghệ đã quyết định ở lại trang trại và đợi khi team châu Phi quay lại làm việc, sẽ lên đường về Việt Nam rồi sau đó khởi hành sang Pháp cùng Thùy Tiên. Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ khoảnh khắc Quan Linh, Lindo và bố lôi con đặt chân về tới Việt Nam. Nam YouTuber xứ nghệ cũng cho biết giấy tờ của lôi con đã hoàn thành và sẵn sàng cùng team châu Phi khám phá vùng đất hình chữ S. Quan Linh hé lộ chuyến đi này, anh sẽ tạo điều kiện để anh em Angola có thể du lịch, trải nghiệm văn hóa của Việt Nam. Về phía các thành viên team châu Phi, tại Việt Nam vừa qua, mọi người đã có hoạt động vô cùng ý nghĩa khi cùng Hoa hậu Thùy Tiên xây trường học cho trẻ em vùng cao. Điểm đến đầu tiên của nhóm là tiểu học Xéo Hồ, xã Bưng Giới Sương Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Quan Linh cũng cho biết, thời điểm khi trường xây xong và khánh thành, nếu đã về kịp Việt Nam, anh sẽ đồng hành cùng nàng hậu lên khánh thành trường học.